xin chào tất cả các tình yêu, chào mừng các tình yêu lại quay trở lại với chuỗi video 89 giây của mình. Mình là Quỳnh Nga đây. Ok, ngày hôm nay thì mình lại đưa cho các bạn thêm một số những từ khóa để nâng cao được cái ngôn từ của mình, đúng không ạ? Từ khóa ngày hôm nay mình đưa các bạn đó chính là từ kiến thức. Vậy kiến thức ở đây là gì? Kiến thức là những sự hiểu biết, là sự nhận thức về một cái lĩnh vực nào đó, một cái chuyên mục nào đó để chúng ta trở thành một chuyên gia ở lĩnh vực đó, đúng không ạ? Ok, vậy kiến thức này nó thể bắt nguồn từ đâu? Nó được thể hiện thông qua cái việc chúng ta học tập, học hỏi, thông qua cái việc trải nghiệm thực tiễn, thông qua những cái hiện thực đời sống chúng ta va chạm, chúng ta đụng chạm đến nó và chúng ta phát hiện ra vấn đề để chúng ta giải quyết. Và kiến thức, đúng không ạ? Kiến thức của chúng ta không thể là ban đầu chúng ta có được, và chúng ta phải qua một quá trình rèn luyện cho quá trình học tập, học hỏi thông qua những cái việc là chúng ta đi làm này, chúng ta va chạm cuộc sống này, chúng ta gặp những cái tình huống để chúng ta cần phải giải quyết vấn đề đó. Và mỗi tình huống đó thì chúng ta đều có một nhận thức, đều có một kiến thức khác nhau, đúng không ạ? Kiến thức là vô hạn mà. Tất cả những hành vi, những cử chỉ chúng ta, những cái cuộc sống này, những cái gọi là yếu tố là tác động chúng ta, chúng ta đều rút ra một bài học để và rút ra một kiến thức để sau này chúng ta có định hướng, có được cái hành vi, cái lời nói, ngôn từ của chúng ta nó nói ra được chuẩn chỉnh hơn, nó được chắc chắn hơn và nó được xác thực hơn, đúng nào? Ok, đấy là một số nội dung xoay quanh đến phần kiến thức. Rất vui mừng các bạn đã xem video của mình. Bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt. Xin chào.